Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý làm sao mà khi các bạn đang hơ mắt mèo mà chúng ta bị mất mắt mèo và chúng ta không thể nào mà hơ được tiếp ấy, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mẹo đấy nhá. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có một lớp nền này, sau đó chúng ta sẽ sơn cái màu kim cương của mắt mèo kim cương của chúng ta lên nhá. Đây, chúng ta sẽ sơn đều hết các móng này. Rồi chúng ta sơn đều hết các móng nha. Rồi sơn đều rồi đấy nha. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng nam châm nhá. Cái cây nam châm này thì các bạn có thể tháo ra được nhá. Đây chúng ta tháo ra, mình tháo ra để mình đẩy lên đây một xíu thì để lúc mà mình đẩy thì nó sẽ được dễ hơn nhá. Nam châm này thì đây là mặt hút này. Còn đây là mặt hút này, còn đây hai bên là mặt đẩy nha các bạn. Và phần sau này sẽ là mặt đẩy, thì chúng ta sẽ dùng cái mặt đẩy này để chúng ta làm nhá. Đây, chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ hơ được như thế này đúng không nào? Đây. Chúng ta xuất phát này rất là ok. Đây các bạn thấy là mắt mèo kim cương nó sẽ là như thế này. Nhưng nếu như các bạn mới, các bạn chưa biết thì các bạn sẽ đi qua và đi quá như thế này. Và các bạn đi, ví dụ như bạn đi và đi rất là chậm thì nó sẽ bị mất mắt mèo như thế này. Và nhiều bạn hỏi mình là sao em hơ mắt mèo mà nó không lên được, mà sao em hơ mắt mèo mà lúc em hơ lại thì nó lại bị mất mắt mèo rồi cô ạ. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để có thể khắc phục được nhá. Thì nếu như thế này chúng ta không thể làm sao để hút được tiếp thì chúng ta sẽ sơn lại một lớp lại nhé. Đây chúng ta sẽ sử dụng mắt mèo và chúng ta sẽ quét lại. Đây chúng ta sẽ quét lại. Các bạn nhớ là phải quét lại nhá. Nếu như các bạn để nguyên thì các bạn không thể nào mà hơ thêm được mắt mèo được nữa. Nên chúng ta phải quét lại. Này, quét lại một lớp sơn cũ. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu hơ. Đây chúng ta sẽ bắt đầu hơ này. Chúng ta để khoảng tầm mấy giây nhá. Đây chúng ta đặt và chúng ta để mấy giây này. Đây sang bên này. Các bạn nhớ dứt khoát giúp mình nhá. Đây chúng ta hơ này. Đó. Mắt mèo nó sáng như thế này phải không nào? Các bạn lưu ý là các bạn hơ sao các bạn dứt khoát ra cho mình, dứt khoát tay ra nhá. Đây các bạn hơ này, dứt khoát tay ra cho mình này. Đây. Đó. Dứt khoát hết tay ra là nó sẽ sáng như thế này nhá. Đây, các bạn thấy là nhìn rất là sáng phải không nào? Còn những các kiểu thì các bạn đều có thể làm ok nhá. Ví dụ như các bạn muốn làm dọc này, đấy hoặc làm xéo này thì các bạn có thể làm xéo này, dứt khoát cho mình là được nhá. Đấy. Các bạn nhớ là phải dứt khoát nha. Rồi như thế này là ok nhá. Lưu nhớ là không được đi quá tay như thế này nhá. Khi các bạn đi quá tay như thế này và đi rất là nhẹ tay thì nó sẽ bị mất hết các mắt mèo nha các bạn. Đó, các bạn nhớ lưu ý cho mình nhá. Rồi bài học thì các bạn đã biết rồi lúc nào. Và các bạn thử làm xem là các bạn có thấy ok hơn không nha. Rồi xin chào tất cả các bạn.